Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình học với bài giảng về mô hình đảm bảo chất lượng trong giáo dục. Bài giảng này thuộc chương 2 trong khóa học về đảm bảo chất lượng trong giáo dục. Chúng ta bắt đầu. Nội dung chính của chương chúng ta sẽ đề cập đến hai cái nội dung. Một, đó là khái niệm chung về đảm bảo chất lượng. Và nội dung thứ hai, đó là các cái mô hình đảm bảo chất lượng ở trong giáo dục. Ta vào cái khái niệm thứ nhất, đó là cái chất lượng và đảm bảo chất lượng trong giáo dục. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên ta đặt ra đó là chất lượng là gì? Bây giờ ta đặt ra một cái tình huống, đó là chúng ta sẽ đánh giá xem một trường đại học như thế nào là có chất lượng. Và tất nhiên là đối với một trường đại học thì trường đại học có rất nhiều các cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng. Và trong tình huống này ta đặt trong cái ngữ cảnh trường đại học rồi là sinh viên tốt nghiệp, trong cái bối cảnh ba bên, đó là chính phủ, nhà tuyển dụng và sinh viên sẽ chọn trường đại học đó để học, hay còn gọi là đó là sinh viên nhập học. Bây giờ đối với sinh viên nhập học thì chúng ta nghiên cứu xem là sinh viên nhập học sẽ nhìn nhận như thế nào đối với chất lượng của một trường đại học. Thứ nhất, đó là các vị trí công việc và thu nhập của sinh viên có thể có được sau khi ra trường. Vậy đây cũng là một cái thông tin để sinh viên lựa chọn ngành nghề và theo học một trường đại học. Thứ hai, đó là cái môi trường học tập ở trong trường đại học. Môi trường đó có thể là môi trường mở, môi trường có thể giao lưu quốc tế, hay là sự học tập một cách linh hoạt, có thể khuyến khích được các cái khả năng học tập, phát huy được cái năng lực của người học hay không. Thứ ba, đó là các kiến thức, xin lỗi, đó là các cái việc học phần sinh viên được học, rồi là cái khóa đào tạo của sinh viên tham gia thì có được kết thúc đúng cái thời hạn hay không. Thứ tư, đó là cái cơ hội học tập tiếp, học tập nâng cao, học tập suốt đời, tự nghiên cứu của sinh viên ở trong cái chương trình, trong thời gian học tập tại trường được nhà trường hỗ trợ như thế nào. Thứ năm, đó là cái danh tiếng của nhà trường. Đây cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì khi cầm một tấm bằng thì tùy theo cái tấm bằng đó do trường đại học vào cấp sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm, ảnh hưởng đến uy tín của người học sau này, và nó sẽ theo sinh viên suốt đời. Và thứ sáu, đó là tôi nói đến vấn đề học phí. Độ sinh viên đi học thì thường sẽ phải quan tâm đến học phí. Bố mẹ sinh viên khi cho con chọn một trường đại học thì cũng phải quan tâm đến là vấn đề học phí nhà trường sẽ thu như thế nào. Trên cơ sở đó thì họ sẽ đánh giá là chất lượng trường đại học có chất lượng hay không, và họ có theo học hay không. Bây giờ đứng ở góc độ nhà tuyển dụng thì họ sẽ quan tâm đến sinh viên tốt nghiệp, và do đó những cái nội dung sau đây thì nhà tuyển dụng họ thường quan tâm. Thứ nhất, đó là kiến thức, tức là sinh viên sau khi học tập tại trường thì cái lượng kiến thức của họ có đảm bảo để có thể đảm nhiệm được công việc sau khi ra trường hay không. Thứ hai, đó là cái kỹ năng mà sinh viên có được trong cái thời gian học tập tại trường. Các kỹ năng đó được nhà trường rèn luyện như thế nào và được sinh viên thể hiện như thế nào trong quá trình sau này họ đi phỏng vấn và tham gia công việc và triển khai các công việc khi họ gặp các công việc trong thực tế. Thứ ba, đó là thái độ của sinh viên như thế nào trước các công việc trong thực tế. Khi gặp khó khăn, khi gặp công việc khó giải quyết thì cái thái độ của họ như thế nào, có tích cực hay không, có sẵn sàng đối mặt với các vấn đề khó khăn trong công việc, rồi các vấn đề trong cuộc sống hay không. Và yếu tố thứ tư, mặc dù là trong trường học cũng không đề cập nhiều lắm, không được rèn luyện nhiều lắm, nhưng đó là vấn đề đạo đức, đó là đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Đối với các trường thuộc khối cơ bản hay là các khoa xã hội thì không đề cập vấn đề này nhiều, nhưng đặc biệt là khối ngành y chẳng hạn, y dược chẳng hạn, thì họ sẽ đề cập rất cao về đạo đức. Thế nhưng nói chung thì trong cái thời đại mới này thì vấn đề đạo đức nghề nghiệp là một vấn đề càng ngày càng được đề cao, nó nằm song hành với kiến thức, với kỹ năng, thái độ của người học mà thu hưởng được sau khi người ta tốt nghiệp ở một chương trình đào tạo của một trường đại học. Ở góc độ chính phủ thì họ sẽ quan tâm đến tỷ lệ đậu thế nào, rớt thế nào, bỏ học giữa trường như thế nào, bởi vì những cái tỷ lệ này nó sẽ ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến nó sẽ tác động đến xã hội. Đơn giản ví dụ như bây giờ sinh viên bỏ học nhiều, sinh viên bị rớt trong quá trình học nhiều, nó sẽ tạo ra áp lực xã hội, nó tạo ra các mối quan hệ phức tạp khác ở trong xã hội mà chính phủ cần phải giải quyết. Do đó họ sẽ quan tâm đến việc là cái tỷ lệ đậu này, tỷ lệ rớt và tỷ lệ bỏ học của một trường đại học như thế nào. Thứ hai, là họ sẽ quan tâm đến thời gian học tập của người học. Học dài quá thì sẽ không có lực lượng lao động để mà làm việc. Thế nhưng mà học ngắn quá thì sinh viên lại không đủ kiến thức để có thể đảm nhiệm cái công việc. Do đó cân nhắc giữa cái thời gian học tập ở tại trường và sinh viên có đủ kiến thức để ra trường có thể đảm nhiệm cái công việc giải quyết vấn đề lao động cho xã hội. Vấn đề thứ ba, đó là chi phí học tập.
thì nếu như mà chi phí đào tạo thấp thì đương nhiên là sẽ có hiệu quả và chính phủ sẽ được khuyến khích nhiều hơn. Thế còn nếu như chi phí đào tạo mà nó cao quá thì đương nhiên là chính phủ cũng sẽ không khuyến khích, và nó cũng sẽ có những cái thông số đầu vào sẽ quyết định chuyện là chính phủ sẽ đặt ra cái ngưỡng bao nhiêu là vừa phải. Do đó thì chi phí học tập cũng không được quá cao. Rồi là cái khả năng có việc làm của người học. Sau khi người học thụ hưởng một chương trình đào tạo ở một cơ sở dục thì khả năng họ có thể làm việc như thế nào, họ có làm việc đúng ngành nghề hay không, họ có việc làm ngay hay không hay là phải chờ. Và cuối cùng đó là cái khả năng có thể tự tạo ra việc làm cho mình và cho những người khác, thì cái này cũng liên quan đến khả năng tôi gọi là khả năng sáng nghiệp, có thể là khởi nghiệp sáng nghiệp cho người học. Còn nếu như trong quá trình đào tạo mà trường đại học có thể tạo ra cho họ một cái năng lực, một cái khả năng, một cái mong muốn có thể khởi nghiệp được, thì đây là một cái yếu tố mà cực kỳ là có giá trị. Vậy thì qua ba cái ví dụ vừa rồi, ta có thể nhận xét thấy như thế này. Thứ nhất là cái chất lượng đấy là chất lượng bao giờ cũng gắn liền với cái tiêu chí đánh giá mà người ta gọi là KPI. KPI có nghĩa là Key Performance Indicator, tức là các chỉ bộ chỉ số đánh giá. Thứ hai đó là với cùng một đối tượng đánh giá thì mỗi đối tượng đánh giá, gọi chung là các bên liên quan ấy, thì có cách nhìn khác nhau, hay là có hệ thống hoặc là bộ các KPI khác nhau để đo cái đối tượng được đánh giá đó. Đấy. Và thứ ba đó là các tiêu chí đánh giá của đối tượng đánh giá đôi khi là có sự mâu thuẫn với nhau, nhưng không nhất thiết là mâu thuẫn nhau. Khác nhau là một chuyện bình thường, thế nhưng đôi khi nó cũng có sự mâu thuẫn. Tôi lấy ví dụ như là kiến thức và thời gian đào tạo chẳng hạn. Đối với cơ sở giáo dục thì họ muốn đào tạo cho sinh viên có nhiều kiến thức để sau này có thể thích ứng được với công việc, đảm nhiệm công việc một cách hiệu quả. Thế tuy nhiên cái thời gian đào tạo lại không được quá dài. Vậy thì hai cái yếu tố đó nó sẽ tác động đến nhau, và nhà trường sẽ là cái nơi mà dung hòa được cái mối quan hệ này. Thời gian đào tạo thì không được quá dài, nhưng lượng kiến thức thì vẫn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công việc. Thứ hai đó là học phí và kiến thức học được. Thế nếu học phí thấp thì đương nhiên là đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ sẽ không được nhiều. Vậy thì đương nhiên là cái lượng kiến thức mà sinh viên học được cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì nếu như tăng học phí thì sinh viên lại có không có khả năng chi trả thì cũng sẽ tác động, và chính phủ không có khả năng chi trả nhưng sẽ tác động đến lượng kiến thức sinh viên mới học được. Vậy thì cân bằng chọn cái điểm cân bằng giữa lượng kiến thức mà sinh viên có thể học được với cái học phí như thế nào. Rồi là cái tiêu chuẩn học thuật với cái tỷ lệ sinh viên được tuyển hay là sinh viên được tốt nghiệp chẳng hạn, thì nếu như mà đặt ra cái tiêu chuẩn học thuật là cao thì lượng sinh viên tuyển vào sẽ bị hạn chế đi, bởi vì những lượng sinh viên mà không đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn học thuật thì sẽ không được vào trường đại học. Và tương tự như vậy thì nếu như đặt ra các tiêu chuẩn học thuật mà cao thì lượng sinh viên tốt nghiệp, là tốt nghiệp đúng trong thời gian đào tạo chuẩn hay là thời gian đào tạo thì sẽ bị giảm đi. Thế thì cân đối giữa những cái yếu tố này. Thế đôi khi là các bên liên quan họ chỉ đưa ra cái yêu cầu thôi, thế nhưng trường đại học, cơ sở giáo dục sẽ là cái nơi phải dung hòa, chọn ra cái mức thỏa mãn cao nhất đối với tất cả các bên liên quan để đưa ra cái chương trình đào tạo và thực hiện chương trình đào tạo của mình. Như vậy, để mà phân tích khái niệm về chất lượng thì năm 1993, Green và Haley đã phân tích về chất lượng và mục đích là để đánh giá và định giá trong giáo dục. Thì họ đưa ra hai khẳng định. Thứ nhất là chất lượng khác nhau với những người đánh giá khác nhau. Như vậy là với các người đánh giá khác nhau thì họ sẽ nhìn nhận góc chất lượng ở các góc độ khác nhau, thì đương nhiên họ đưa ra những đánh giá khác nhau. Và thứ hai đó là chất lượng liên quan đến quá trình hay là kết quả. Liên quan đến quan điểm về đào tạo trong giáo dục đại học thì Barnett năm 1903 đưa ra quan điểm đó là quan điểm về chất lượng sẽ quy định quan điểm về giáo dục đại học. Thể hiện ở hai ý. Thứ nhất đó là trường đại học đó là nơi sản xuất ra nguồn nhân lực hay nơi đào tạo sự nghiệp nghiên cứu, hay nói khác tức là sẽ hướng đến câu chuyện là đào tạo ra người, đào tạo ra nguồn nhân lực lao động hay là nguồn nhân lực nghiên cứu. Thứ hai đó là trường đại học là nơi quản lý có hiệu quả các hoạt động giảng dạy hay là nguyên nhân của các cơ hội mở ra trong cuộc sống, tức là làm sao để hoạt động trong trường đại học là hiệu quả. Đấy, hiệu quả hay là tạo ra các cơ hội cho người học trong cuộc sống sau này họ có thể thích ứng linh hoạt với cuộc sống. Thế thì cần phải thể hiện cái quan điểm trong giáo dục đại học, và cái quan điểm về chất lượng sẽ tác động đến cái quan điểm về giáo dục đại học như thế nào.
Về phân loại chất lượng thì Harvey và Green năm 1903 đưa ra những phân loại. Thì có một số phân loại thì trong các khóa học trước các thầy cô chắc cũng đã đề cập đến, đó là một số cái phân loại chất lượng ví dụ như là sự vượt trội hoặc xuất sắc. Thì cái quan điểm này nó thể hiện là sự đánh giá viên hay là kiểm định viên thường hay là nhìn nhận các chất lượng ở góc độ này. Rồi là quan điểm về sự hoàn hảo hoặc là bền vững, thì thường cái quan điểm về cái quản lý chất lượng của ISO thì họ hay đặt ra quan điểm chất lượng ở góc độ này. Về sự phù hợp với mục tiêu thì thường là quan điểm, đây là quan điểm học thuật hay là cái hướng mục đích. Rồi là quan điểm về đầu tư tài chính hay là quan điểm về sự phát triển bền vững, thì có một số cái phân loại như thế này về mặt chất lượng. Thì với những cái khái niệm chất lượng khác nhau như vậy thì ở trong trường đại học người ta lựa chọn cái khái niệm chất lượng như thế nào, thì hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á AUN đã đưa ra một cái định nghĩa, tạm gọi là định nghĩa là chất lượng là sự hài lòng của các bên liên quan. Thì tất nhiên là có sự tranh cãi nhất định, thế nhưng đây là một khái niệm hiện nay đang được sử dụng. Đấy, bao giờ không có gì tuyệt đối cả. Thế thì nhưng mà cái khái niệm chất lượng là sự hài lòng của các bên liên quan hiện nay đang được chấp nhận và sử dụng. Thì nó thể hiện ở việc thứ nhất là cơ sở giáo dục sẽ phải tuyên bố cái tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi được hình thành từ nhu cầu của các bên liên quan. Như vậy từ nhu cầu của các bên liên quan ấy sẽ dẫn đến chuyện là trường đại học sẽ xác định tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường như thế nào. Và thứ hai, với một chương trình đào tạo thì mục tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo sẽ được hình thành từ nhu cầu của các bên liên quan. Vậy là cái mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thì không phải được hình thành từ những người ngồi trong phòng điều hòa đấy mà xác định xem là xã hội cần gì, mà phải căn cứ từ cái nhu cầu thực tế của xã hội. Thế từ hai yếu tố này thì tất cả các hoạt động trong nhà trường sẽ được thể hiện là sự phù hợp của các hoạt động trong cơ sở dục với tuyên bố tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường đã tuyên bố. Tức là tất cả hoạt động từ nghiên cứu, từ đào tạo, từ phục vụ cộng đồng thì đều phải hướng đến việc thực hiện tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi mà nhà trường đã tuyên bố. Và như ta đã biết là tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi này thì được hình thành từ nhu cầu của các bên liên quan. Và điều này cũng thể hiện ở trong cái thông tư 12 ban hành cái bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở dục, và thông tư 04 là ban hành cái bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Thì hai cái thông tư này cùng với các cái văn bản hướng dẫn là cơ sở để giúp các cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của mình. Một số lưu ý đó là đối với cơ sở chất lượng trong cơ sở giáo dục thì bao gồm rất nhiều các mảng, từ chức năng hoạt động, rồi là các chương trình đại học, chương trình nghiên cứu và nghiên cứu đỉnh cao, rồi đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cộng đồng, môi trường học thuật và ngay cả văn hóa chất lượng. Và nó được thể hiện ở hai cái nội hàm. Thứ nhất là những cái gì đã tuyên bố với các bên liên quan thì cần phải được thực hiện. Và thứ hai đó là cái sự phù hợp của tầm nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi đã được tuyên bố như thế nào ở trong các cái hoạt động của nhà trường. Tiểu kết của bài thì ta nhận thấy rằng là chất lượng nó là một khái niệm đa chiều và nó sẽ phụ thuộc vào nhãn quan của người đánh giá. Chất lượng đó là cái sự hài lòng của các bên liên quan, và do chất lượng thì được xem xét ở trong các ngữ cảnh cụ thể, cho nên cái việc so sánh chất lượng chỉ mang tính chất tương đối. Và các hoạt động thì ở trong trường đại học ấy, khi diễn ra thì bao giờ trong cái đầu chúng ta mà hình dung ra được, hình luôn luôn đưa vào trong ý thức chúng ta, tức là hoạt động đó thì cần phải gắn với tính giải trình. Có nghĩa là khi triển khai các hoạt động trong trường đại học thì luôn đặt ra cái tính giải trình và có cơ chế đảm bảo chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan, trong đó là đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng. Như vậy đối với bài này thì chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm chất lượng. Phần tiếp theo thì ta sẽ tìm hiểu về thế nào là đảm bảo chất lượng. Thì hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các em. Tạm biệt.